Sơn xin chào bà con ha. Thì hôm nay em có một thông tin vui của một người anh ở xa là ăn khổ mực giảm bệnh cực kỳ nhanh luôn mà em không ngờ. Thì mấy bữa trước em có nhận được thông tin và một số cái thông tin mà anh chụp hình xét nghiệm. Thì bây giờ mình gọi lại nhờ anh chia sẻ thông tin cùng bà con mình ha. Alo. Alo. Dạ, em chào anh Hiển, em là Sơn bên kênh Sức Khỏe 60 giây ạ. Dạ, xin lỗi anh, mấy bữa trước em bận quá mà mỗi lần em đi làm về thì rất là trễ nên em không gọi cho anh được. Bây giờ em có thể nói chuyện với anh khoảng 5-10 phút được không anh? Được em ơi. Dạ, hiện giờ em ghi âm cuộc gọi anh cho bà con cùng tham khảo nghe. Được rồi. Rồi, cảm ơn anh. Thì em có nhận của anh hai cái phiếu xét nghiệm của trước và sau khi ăn cỏ mực. Dạ, anh Hiển, anh ở đâu ạ? Mình ở tỉnh Sơn La. Dạ. Huyện Sơn La. Anh ở Sơn La, anh nay khoảng nhiêu tuổi anh ha? Mình năm nay 37 tuổi em ơi. 37, dạ. Thì anh bị suy thận này là nguyên nhân từ đâu anh? Mình thì cũng, bác sĩ thì cũng chẩn đoán là mình trước đây cách đây khoảng tầm 8-9 năm là mình bị viêm cầu thận một lần. Viêm cầu thận? Một lần. Dạ. Sau đó là hồi đấy thì viêm mấy ngày, sau đó là cũng uống thuốc cho nó khỏi, từ đấy giờ không thấy sao. Dạ. Cách đây khoảng tầm 2 tháng thì thấy người anh thấy sút cân mệt mỏi, thì đi kiểm tra thì nó bảo bác sĩ bảo suy thận rồi. Dạ. Đấy. Bây giờ anh cũng tố khám ở Bạch Mai thì bác sĩ bảo là anh suy thận độ 3 rồi. Dạ. Thì em cũng có thấy lúc của anh lúc trước là 465 milimol và mức độ 3. Dạ. Đấy. Rồi bác sĩ có khuyên mình điều trị như thế nào không anh? Bác sĩ khuyên mình điều trị như thế nào ạ? Kiêng cử thì em? Bác sĩ thì cũng kiêng dặn dò là bảo kiêng ăn giảm đạm thôi. Dạ. Sau đó là ăn nhạt tương đối. Ăn nhạt, dạ. Thì về mình cũng mới lại kê cho mình ăn lại thuốc về uống. Dạ. Mình này cũng phải tăng huyết áp nữa, tăng huyết áp lên, tăng huyết áp khá cao đấy. Anh có triệu chứng huyết áp nữa? Thì dạ. Bác sĩ bảo là do cái sinh thần cảnh thì nó dẫn đến huyết áp phải cao. Dạ. Rồi anh Hiển lúc mà phát hiện bệnh cho đến lúc mà anh tìm thông tin có mực là lâu không? Từ lúc mình phát hiện bệnh thì mình vô tình thì cũng xem YouTube thì thấy kênh sức khỏe sóng dây. Dạ. Của em ấy. Dạ. Thì cũng nói với mình, cơ bản mình cũng ở quê ra tìm cái có mình ở đây có nhỏ nồi thôi. Dạ, có nhỏ nồi. Dạ. Cái nhỏ nồi. Dạ. Quê mình gọi thế. Thì mình cũng ăn theo như Hòa Sơn dẫn đây cũng hấp lên sau đó là ăn. Dạ, rồi cách ăn của anh sao anh chia sẻ cho bà con, tại em nghe thấy cái anh gửi cái phiếu xét nghiệm đợt sau nó giảm cực kỳ nhiều luôn. Thế thời gian đầu thì mình ăn nước cho bà con như ngày ăn 2 lần. Dạ. Buổi trưa với lại tối. Dạ, hấp chính ngày ăn 2 lần. Sau đó mình tăng thêm ngày ăn 3 bữa. Ngày lên 3 bữa luôn. Dạ. Bây giờ mình cũng vẫn ăn đều là ngày 3 lần nhé. Dạ. Thì khi anh ăn anh có bị một tháng sau đi khám lại thì dạ. Cái chỉ số nó lại giảm được như thế, mình cũng không ai cũng có bất ngờ đấy. Dạ, lúc mà anh khám xong là cái chỉ số anh nó xuống còn 221 milimol là nó xuống được còn giai đoạn 2. Rồi. Ừ, đấy xuống nó còn nửa đấy. Dạ. Thì cái thời gian để khám của anh hai cái này cách nhau sao không ta? Em chưa xem lại cái thời gian. Cách nhau mấy tháng anh? Một tháng hả? Mà sao hiệu quả quá ha? Bây giờ 20 tháng 11 ngày đi xét nghiệm thì phiếu lần đầu là 465. Dạ. Đúng một bác sĩ hẹn đúng một tháng sau thì khám lại là 20 tháng 12 đấy. Dạ. Còn ngày dưới đấy. Rồi tí xíu nữa em sẽ chia sẻ hai phiếu xét nghiệm này cho bà con xem. Dạ. Vậy sau bác sĩ thì bảo là không ngờ nó giảm như thế. Dạ. Bác sĩ kê tiếp thuốc. Anh cũng không bảo là anh ăn cây còn nhỏ nồi đâu. Dạ. Anh bảo uống thuốc của anh chị thôi. Dạ.
Tại nhiều khi bác sĩ Tây y không có tin chứ không cho mình ăn ba cái thuốc bên ngoài ha. Dạ. Đấy. Rồi Thì anh tiếp tiếp tục bây giờ vẫn đang ăn ngày ba bữa, sau đó là một tháng sau thì khám lại xem tình hình có tiến dạ. triển không. Rồi, hy vọng tháng sau anh chia sẻ thêm thông tin cho bà con mình ha. Dạ. Thì vẫn đang sau tiếp tục giảm thì lại may quá, bởi vì bác sĩ đó bác sĩ Tây họ có bảo là không khó không giảm được đâu, À, chỉ giữ bảo tồn thôi. suy thận là chỉ giữ lại thôi chứ không thể nào giảm bệnh được phải không? Đấy, bác sĩ Tây bảo thế, bảo là Dạ. chỉ bảo tồn thôi. Dạ, nhưng mà quan trọng là bác sĩ Tây hướng dẫn mình là cái cách kiêng cử á, rất là hiệu quả ha, để bảo tồn đó. Dạ. Đấy, anh cũng kiêng bác sĩ Tây dặn đấy. Rồi, Giảm giảm mẹ ăn nhạt. khi anh ăn như vậy thì anh có thấy cơ thể mình nó bị dị ứng, bị rối loạn tiêu hóa gì không? Không, có thể mình trai nhiều thì cả không biết là hợp như thế nào, mình ăn nhiều chả thế ấy. Vẫn tự nhiên do bình thường chả có ảnh hưởng gì tiêu hóa cả. Dạ, tại vì thường á thì thanh niên á sức khỏe rất là tốt nên ăn không sao hết, mà phụ nữ thì hay bị rối loạn tiêu hóa nên là em mới hướng dẫn là ăn từ từ. Dạ. À, nhà, Ôi, rồi ngoài anh có trồng được không? Dạ. nhưng mà đang đi làm cho nó ở trong cái tỉnh Sơn La, À, anh phải làm nhưng ngoài mà Sơn nó La. về quê là quê rất là nhiều dùng mua dùng nhất nhiều lắm. Dạ. Rồi vậy anh Giờ phải bắt đặt đầu về mua quê hả? trong trồng mà Anh đặt mua hả? trong mình tự lấy thôi, ở Tự. cánh đồng nó có mà, bởi vì ở quê thôi mà Về tự đi hái luôn. tự đi hái về đó một lần hái để tủ lạnh ăn được cả tuần chục ngày thôi. Dạ. Thế Mà tại sao khi mà anh xem video thì anh có tin tưởng không mà anh quyết định anh ăn mà một ngày hai ba cử cực vậy? Dạ. Dạ. Nghe bảo thôi, Thì thôi cứ vừa thử có ha. tiền lại vừa khỏi bệnh Dạ cứ thử, tại vì nó cũng không tốn tiền. đấy. Dạ em cảm ơn anh Hiển rất là nhiều luôn. Thì có nhiều bà con mình nếu mà phù hợp á thì ăn sẽ nhanh hết, ví dụ giống như kiêng cử nhiều và ăn cỏ mực nhiều thì cái mức độ nhanh khỏi nó cao. Còn như bà con mình mà khó ăn á thì ăn lâu thì nó sẽ lâu hết, mà kiêng cử ít thì nó sẽ lâu hết bệnh hơn đó. Nên là em thấy nếu mà mình chịu khó thì sẽ phục hồi nhanh. Và cũng như khi anh bị suy thận giai đoạn 3 thì chưa đến mức chạy thận thì nó mức phục hồi nó cũng dễ dàng hơn bà con mình nữa. Rồi, em cảm ơn anh Hiển chia sẻ thông tin nhiều lắm nghe. Rồi anh cũng cảm ơn cái thông tin của em thì Dạ. anh cảm được bệnh như thế. Hy vọng là vẫn nó sẽ giảm tiếp đấy bạn. Dạ, hy vọng sẽ được anh. Nếu mà cái mức giảm như thế này thì có thể là anh nó sẽ giảm chậm lại, tại vì anh gần về cái mức ổn định rồi đó thì nó sẽ giảm chậm, nhưng mà nó sẽ tiến triển như vậy quá tốt rồi, anh cố gắng kiên trì thì khi nào mà hết Anh hẳn á rồi mình hả bỏ con mực nha. rồi rồi Dạ, rồi nhưng mà nếu mà có rồi điều kiện thế thì thỉnh thoảng cũng nên nên ăn là lên kiểm tra sức khỏe, giống như ba em mười mấy năm mới ăn lại đó. Dạ à, rồi nhưng mà ba em thì ăn khoảng mấy tháng thì nó hết ba em bệnh ngày đấy. xưa thì đi làm công trình nên là chỉ ăn một ngày được có một bữa thôi, thì tới một năm mới hết lại đó. Còn ông bác hàng xóm á thì sau khi ba em chia sẻ thì bác ăn cỡ như anh á, một ngày ba cử thì trong vòng có 3 tháng là hết bệnh luôn. Dạ đó. Anh ăn nhiều đấy, anh ăn ngày ba bữa hoặc bốn bữa một đĩa đầy anh Đó, hấp nên là em mới rất là bất ngờ đó, là trong vòng có 1 tháng mà anh từ mức độ 3 mà xuống mức độ 2 là quá nhanh, nên em mới muốn anh chia sẻ cho bà con mình tham khảo. Dạ rồi. Hôm nay em cảm ơn anh Hiển rất là nhiều, em sẽ dừng cuộc gọi ở đây. Chúc anh Hiển có một năm mới nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng nha. rồi Rồi, cảm ơn hy em vọng nha. mà đằng sau xét nghiệm xong chia sẻ tiếp cho bà con mình để nắm thông tin chuẩn hơn. Rồi, cảm ơn anh Hiển. Chào Dạ, em em chào anh Hiển. nhé. Chào em nhé. Dạ, tạm biệt anh Hiển. Bye anh Hiển. Mình mới vừa gọi cho anh Hiển ở Sơn La, thì anh Hiển mấy bữa trước có gửi cho em 2 cái phiếu xét nghiệm, nhưng mà do công việc em khá là bận rộn thì em đi làm về khá là trễ nên là sợ lúc đó anh Hiển bận việc riêng nghỉ ngơi
nên là đợt này mình về sớm thì tranh thủ gọi điện chia sẻ với bà con. Thì ở đây em có hai phiếu xét nghiệm trước đó 1 tháng và mới xét nghiệm gần đây, và bên đây là cái chỉ số creatinin để em chia sẻ bà con cận cảnh cho dễ nhìn ha. Đây là ngày 20 tháng 12, tức là cách nhau đúng 1 tháng luôn, 20 tháng 12 2018, thì cái chỉ số là creatinin 221 millimol, trước đó 1 tháng là 464 millimol. Hoàng Sơn thì rất là vui mừng vì có thêm một người nữa hết bệnh nhờ cây cỏ mực. Bà con mình không có tốn tiền ha, và rất là dễ sử dụng luôn. Hy vọng bà con mình có thể xem thêm video trên kênh Sức Khỏe 60 giây, ví dụ giống như là cái cách ăn cỏ mực như thế nào và kinh nghiệm ăn cỏ mực ban đầu, giống như mình ăn ít thôi để tránh rối loạn tiêu hóa và mình ăn kiên trì. Rồi, bà con mình có thể xem thêm kinh nghiệm của nhiều bà con khỏi bệnh trên kênh Sức Khỏe 60 giây nha. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở